Đổi mới cũng là quá trình vừa làm, vừa tìm tòi, rút kinh nghiệm. Kinh nghiệm của chính bản thân chúng ta và kinh nghiệm của các nước khác. Đó là quá trình tiếp thu có chọn lọc, hết sức nghiêm túc và sáng tạo. Giữa lúc khói lửa của cuộc chiến tranh... Tổng Bí thư khẳng định, trải qua 20 năm đổi mới, nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ngày càng sáng tỏ hơn. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là phát triển kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với phát triển kinh tế tri thức, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực hiện đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, bảo đảm an ninh quốc gia và chủ động hội nhập thế giới. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm trước nhân dân, thực hiện những sứ mệnh cao cả đó. Tổng Bí thư một lần nữa khẳng định, những tư tưởng vĩ đại của cách mạng tháng 10 Nga về giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người sẽ mãi mãi chói sáng. Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, được soi đường bằng những tư tưởng vĩ đại đó, bằng chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta sẽ tiến lên không ngừng.